Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 1 cánh diều của Oly. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài số 8, luyện tập. Nối thay mẫu. Chúng ta đếm bao nhiêu cái con hạt giấy đây, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ta nối với số 8. Dưới này thì tương ứng với lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái chấm tròn. Và tiếp theo qua mấy bài giấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi tới 10, chúng ta nấu với số 10. Nấu số 10. Rồi, bài này chúng ta đếm, chúng ta nấu xuống cái dưới này luôn ha. Chúng ta xem cái này là bao nhiêu đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Không phải. Cái này 9 nè. Chúng ta ghi nhỏ nhỏ lét nữa chúng ta nấu xuống đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái này. Rồi qua này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó nấu xuống đây. Số 7. Rồi bên này chúng ta đếm coi. Cái này nãy là 10 rồi đúng không? Cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây. Chúng ta nấu qua bên này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Chúng ta nấu xuống đây. Rồi con số 9 này. Chúng ta nấu qua đây. Chúng ta qua bài số 2. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngay chỗ này người ta cho số 5. Như vậy chỗ này là số 4 nè. Số 5 là tới số 6 nè. Số 1 ngay chỗ này là số 0. Số 1 là tới số 2. Số 8 là chỗ này là số 7. Đây này là số 9. Chúng ta qua bài số 3, vẽ thêm cánh hoa thay mẫu. Đây người ta họ cho là số 4 thì vẽ 4 cánh hoa. Câu này người ta họ yêu cầu là vẽ số 6 thì là 6 cánh hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này nó hơi bị hố. Rồi này ba cánh. Số 3 là ba cánh. Qua đây. Qua đây. Qua đây. Xấu quá. Đây năm cánh đúng không? Năm cánh thì đây là một cánh. Hai cánh. Ba cánh. Bốn, năm. Năm. Bài dưới này 8 cánh. 8 chúng ta ở đây 1 2 3 4 5 6 thiếu rồi. Một cánh, hai cánh, ba cánh, 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh, 7 cánh, 8 cánh. Rồi là số 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2,
3 4 5 6 7. Bài này 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Bài này tiếp theo còn bài số 4 nữa. Bài số 3 qua bài số 4 nữa. Đếm số bánh xe của mỗi phương tiện rồi viết lại vào ô trống. Đây có một bánh xe. Xe đạp này hai bánh xe. 1 2 2. Cái này cái thuyền này không có bánh xe nào hết, không. 1 2 3, viết số 3. Chúng ta qua bài số 5. Hình bên có bao nhiêu hình vuông? Rồi chúng ta đếm này. 1 này, 2 này, 2 hình vuông. Bao nhiêu hình tam giác? 1 2 3 4 5 5 hình tam giác. Bao nhiêu hình tròn? 1 2 3 4 5 6 7 7 hình tròn. Bao nhiêu hình chữ nhật? 1 2 3 4 5 6. Có 6 hình chữ nhật. Chúng ta qua bài số tiếp theo. Bài số 6. Chọn hình thích hợp điền vào chỗ chấm. Câu A. Chúng ta cái này thay quy luật. Hình vuông hai hình tròn tới tam giác. Rồi tới hình vuông hai hình tròn ra đây, nó thay cái quy luật là từ đây tới đây, bốn hình, hai hình tròn ở giữa, hình vuông và hình tam giác ở ngoài cùng. Đang ngay chỗ này là hình vuông nó nằm đây, được không? Hai hình tròn ra ngay chỗ này là hình tam giác. Đây câu C. Rồi tiếp theo, hình vuông hai hình tròn với hình tam giác. Bài B. Chúng ta cũng theo quy luật này. Hình vuông. Rồi tới đây hình vuông, rồi tới đây hình vuông. Đây ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có từ đây một từ đây. Từ đây. Từ đây tới đây. Đây ngay chỗ này là vuông rồi tới tam giác, rồi tới tròn, rồi tới tròn, rồi tới tam giác. Tương tự vuông rồi tới hình tam giác, tròn rồi tới tròn. Rồi ngay chỗ này thì chúng ta sẽ tới cái này theo cái quy tắc nữa là cái hình này và hình này. Nè. Chúng ta đi tìm cái hình này và hình này. Đây câu C này. Cái hình này vào đây mới hợp lý này. Được không? Câu C. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.